nó thành thành quả rồi. Quả rồi. Anh đưa chú lên chú xem. Anh còn đang đối chứng là riêng vườn nhá, chỗ cây cây tơ và những cây ấy đấy. Anh thấy cái hoa nó ra mấy ngày rồi, rất chi là quả, rất chi xanh đấy. Đấy. Thì không biết là cái tỷ lệ sau này nó như thế nào thì em nhìn thấy đây là hoa mới lở này, mà anh nhìn thấy quả chưa? Ừ đấy, quả đấy. Quả như ừ đấy. Như thế này thì nếu mà anh em mà chăm sóc dinh dưỡng tốt thì chắc chắn là phải tỉa từng chùm một đấy. Thì gần như đây là đậu hết hoàn toàn này anh em này. Ừ đấy, đây này. Đậu hết hoàn toàn đấy. Nhìn quả rất là xanh. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Đây. Đây anh em mình lên cái cây mà anh của anh có cây cây tơ đúng không? Đây này. Cái vườn này nếu mà để ra cái còn đây là vườn, đây là vườn không phun này. Vườn không phun. Đấy. Anh em cùng một lứa nha, cùng một trên thửa đất này. Đúng rồi. Đấy. Thế nhưng mà hoa tỷ lệ nở hoa nó sẽ không đồng đều. Ví dụ như cuộc này thì là đang ở dạng lụ này. Thế nhưng mà đây thì nó đang lở này. Thế anh em có thể quan sát tỷ lệ hoa cái lở sau. Và đặc biệt là cái hoa của nó rất là gầy. Lở thì chắc quá trình này mà nó không đúng đợt mưa này thì còn may mắn, còn nếu mà chúng thời điểm mưa tới đây là sẽ kém. Cái còn bên này thì anh gần như lở hoàn toàn rồi. Ở trước này mà để anh thấy nó nở cùng một loạt luôn. Đúng rồi. Đấy, nó còn nở hết một loạt luôn. Nhưng mà cái gì gọi là nhụy của hoa cái nó rất là to. Đấy, mới. Thế nên tắt cái dụng cái nhụy cái là anh thấy là cái trái nó xanh luôn ha. Đấy này thì đây, ở bên này là nó đang có nhụy nhưng mà cái chỗ này là nó gần như anh nghĩ là nó tắt cái hoa cái nhụy của cái ấy này mà là cái quả nó xanh này. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đấy. Rất là khỏe. Ừ. Thì anh đang ấy thì có một cái cây này nó gọi là cái cây tơ mà anh giống lại luôn ở cho trên vườn trên. Vâng. Nhưng mà nó nở là nó nở trước. Đấy thì anh đang gần như là của anh đã bao nhiêu cây nhỉ? Anh là được 250 cây. 250 cây gần đây như là 10 là một. Này, nhìn này. Đấy đúng rồi anh em thấy quan sát này. Rất gì là này nhá. Ví dụ một cái chuồng này của mình thì bao nhiêu quả anh em thử đoán bao nhiêu quả đấy, bây giờ gần như là nếu mà gọi là rung ra để lấy cái tỷ lệ hoa cái mà rụng thì gần như không có. Thế 12 thì em nhìn thấy trái chưa? Ừ. Chưa rụng nhụy mà nó đã xanh quả rồi này. Mà cái nhụy nó thâm cái là nó xanh cái quả ngay. Đúng đấy. Rồi sau này 10 hôm nữa mình sẽ quay lại cho anh em xem nha. Mà năm nay là không có ong đấy.